suốt ngày tè ra nhà rồi. Bẩn hết cái chân tôi rồi. Cô định lừa hết cái gia sản của cái gia đình này có đúng không? Mọi thứ đã quá muộn. Ôi này 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 này, đưa đây, đưa vào hứa bẩn. Uống xong bầy bừa thì ai mà dọn được. Suốt ngày tè ra nhà rồi. Chồng ghét chứ. Mẹ ơi con về rồi đây. Nhanh đi đi. Em là chị ạ. Hôm nay chị đi làm về sớm đấy ạ. Em vừa cho bác uống sữa xong ạ. Ơ, mà sao cô cứ tự tiện để mặc đồ tôi thế nhở? Dạ, tại vì em thấy đẹp nên là em mặc thử thôi ạ. Em mải làm việc nhà quá chưa thay được thì em trả chị ạ. Hồng Anh, mẹ, mẹ đói. Mẹ, con đây cơ mà. Dạ chị ơi, em xin phép vào trong kia nấu cơm ạ. Tay mẹ sao thế này? Quyên ơi. Dạ. Sao dạ? Tay của mẹ chị nhiều vết bầm tím như thế này là thế nào? Chắc là bác đi đường không cẩn thận nên bị ngã ạ. Mẹ chị cũng lẩm cẩm rồi. Có gì em phải để ý mẹ chị một chút nhá. Vâng ạ, em biết rồi ạ. Mà ngày mai chị đi công tác rồi, chắc có lẽ phải cuối tuần chị mới về cơ. Thôi, vào trong kia nấu cơm đi. Vâng. Ừ, chị đây. Em lấy cho chị một cái camera mini để chị lắp ở nhà nhá. Camera của chị ở nhà lâu ngày bị hỏng mất rồi. Ừ, có gì thì mang đến nhà chị. Có dùng đến đâu mà cũng tặng cho mình. Đúng là cái loại nhà giàu ki bo. Đã thế nhá, bà đây đếch thèm phục vụ nữa. Mẹ ơi, con muốn mua túi nhưng mà nó không có tiền. Mẹ cho con tiền đi. Tiền? Tiền à? Mẹ có, mẹ có. Sao ít thế này thôi á? Từ này làm sao mà đủ được? Rồi, bà đưa luôn cái chìa khóa của bà đây. Tôi tự lấy cho nó nhanh. Làm tiếp đi. Dọn cho nó cẩn thận ra. Úi dồi, bà dọn cái kiểu gì đấy hả? Bẩn hết cái chân tôi rồi. Gậy. Gậy cái gì mà gậy? Gậy của mẹ. Tôi nói cho bà biết nhá, con bà đi công tác rồi, không ai bênh bà nữa đâu. Còn di chúc của nhà bà ấy cũng trong tay tôi rồi. Hai mẹ con bà ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị ra đường làm ăn mày thôi. Đồ chị, khốn nạn này. Chị, sao chị về sớm thế ạ? Tôi đã lén lắp camera ở cái gia đình này và nhìn thấy tất cả mọi thứ mà cô đã làm với mẹ tôi rồi. Cô giả làm tôi, mặc đồ của tôi để mẹ tôi tưởng cô là tôi, sau đó ký vào bản di chúc mà cô đã soạn sẵn có đúng không? Cô định lừa hết cái gia sản của cái gia đình này có đúng không? Nhưng mà rất tiếc, mẹ tôi bị bệnh, thế nên bản di chúc sẽ không có hiệu lực về pháp lý đâu. Tôi cũng đã báo cảnh sát rồi, họ cũng đã chờ cô ở bên ngoài rồi đấy. Tội ngược đãi và lừa đảo tài sản của người già sẽ không nhẹ tội đâu. Chị ơi, em xin chị, tha cho em ạ. Em xin lỗi chị. Mọi thứ đã quá muộn rồi.